Hành trình lột xác không chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là một chương trình mang đến cơ hội thay đổi ngoạn mục cho những ai dám đấu tranh để hoàn thiện bản thân mình. Trải qua 4 mùa thực hiện với ekip hơn 200 y bác sĩ điều dưỡng, hơn 650 giờ phẫu thuật trên 40 màn lột xác, chương trình đã thu hút hơn 20.000 hồ sơ đăng ký, không chỉ lan tỏa khắp 64 tỉnh thành trên cả nước mà còn nhận được sự quan tâm thu hút của các nước trong khu vực. Hành trình lột xác đã trở thành bệ phóng cho các bạn trẻ được thay đổi ngoại hình để làm chủ cuộc đời. Những tài năng được tỏa sáng. Những nỗi đau được gạt bỏ. Em không khóc nữa đâu. Em không yêu người nữa đâu. Không có cái gì thay đổi được, kể cả thần thái khuôn mặt của em có thay đổi, em cũng không thay đổi cuộc đời của mình nếu như bên trong em không thay đổi. Em thà sống 50 năm vui vẻ hạnh phúc còn hơn sống 100 năm trong tủ nhục. Xem những cái chương trình này thì phải thấy rằng là đời mình còn nhiều may mắn lắm và mình nên bớt kêu ca đi. Những số phận được mở lối. Các thí sinh đều có khiếm khuyết về vẻ ngoại hình. Chúng tôi tự hào vì đã làm được những điều mà các bạn nghĩ rằng mình không thể nào có được. Nhìn thấy con tươi trẻ, khỏe mạnh, chẳng còn gì hơn nữa. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện giúp mẹ con. Em nghĩ cái lời cảm ơn nó cũng không đủ để cái thể hiện được cái lòng biết ơn của em đâu. Em nghĩ cái để đền đáp ơn này tốt nhất là mình sẽ sống thật là tự tin, thật là hạnh phúc, truyền được cái cảm hứng có thể giúp được, đỡ được nhiều người hơn. Với một diện mạo mới, em hy vọng thông qua câu chuyện bản thân của mình, em có thể tiếp thêm được động lực, sự khát khao tới tất cả các bạn có những niềm đam mê giống như em, để họ có thêm sự quyết tâm để thay đổi bản thân của mình. Không chỉ là những ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, sứ mệnh mà hành trình lột xác theo đuổi suốt 4 năm qua là hướng đến những giá trị nhân văn, những cảm hứng có sức lan tỏa đến cộng đồng. Để tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực cho những ước mơ dám hy vọng, dám thay đổi. Sau cánh cửa của hành trình lột xác, sẽ là thật nhiều những cánh cửa nữa cho tương lai. Hành trình lột xác sẽ tiếp tục nối dài bởi những câu chuyện mới, gieo mầm xanh hy vọng cho những ai kém may mắn về mặt ngoại hình. Bởi chúng tôi vẫn luôn tin rằng thay đổi chân dung có thể mở lối ước mơ.